Tiếp bước các thế hệ cha anh và truyền thống cách mạng của quê hương, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ luôn xác định xây dựng, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, nhiều thanh niên đã viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Và mùa tuyển quân năm nay, trong những lá đơn xung phong nhập ngũ ấy, có rất nhiều thanh niên đã tốt nghiệp đại học. Nguyễn Thị Quỳnh ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền và đang làm cho một công ty tại thành phố Thanh Hóa với mức thu nhập gần 15 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, mùa tuyển quân năm nay, Quỳnh quyết định gác lại công việc, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Khi còn nhỏ thì em được ngắm nhìn hình ảnh bố và các chú bộ đội, thì em đã ao ước là được khoác tên mình là một bộ quân phục. Và sau này khi em học xong 4 năm đại học, ra trường và đang có công việc ổn định, thì em còn nắm được thông tin là đang có tuyển quân nhân nữ, thì em cũng đã tình nguyện. Em nhận thấy là mình đang còn trẻ và mình thích cái môi trường quân đội, muốn được học tập, rèn luyện và cống hiến. Thanh niên Mai Quỳnh Thơ ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này. Tốt nghiệp cử nhân dược trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh với tấm bằng tốt nghiệp loại khá, mở ra nhiều cơ hội việc làm. Nhưng Quỳnh Thơ quyết tâm nhập ngũ để rèn luyện và cống hiến cho quân đội. Tôi cảm thấy rất là thiêng liêng và vinh dự khi được dùng sức trẻ của mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nữ quân nhân thì tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và sẽ học tập thêm nhiều thứ mà quân đội sẽ chỉ dạy. Tốt nghiệp Đại học Công nghệ Thông tin, chuyên ngành kỹ thuật phần mềm, có việc làm ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng Huỳnh Tuấn Kiệt ở thị trấn Nam Căn, tỉnh Cà Mau đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ước mơ trở thành người chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trở thành hiện thực với Kiệt khi anh đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay. Có tìm hiểu trước là sẽ kỷ luật hơn ở ngoài và nó sẽ giúp cho mình sau khi đi sẽ chững chạc hơn, trưởng thành hơn. Tinh thần em cũng thoải mái và cũng chuẩn bị tới ngày để đi nhập ngũ. Quỳnh, Thơ hay Tuấn Kiệt chỉ là 3 trong số rất nhiều thanh niên đã tốt nghiệp đại học cao đẳng, tình nguyện nhập ngũ năm 2024. Mỗi người một hoàn cảnh, một nghề nghiệp và một suy nghĩ riêng. Nhưng ở họ đều có chung mong ước, đó là được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh và đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết cùng sức trẻ của mình cho nhiệm vụ xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc.